bound to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Good morning. Các anh chị em đang ngồi đây, tôi biết là có trên 90% là những người chủ spa và thẩm mỹ viện. Các bạn đang là những người leader ở trong cơ sở của mình. Chính các bạn là thương hiệu chứ không phải là ai khác. Và khách hàng sẽ đến vì các bạn chứ không phải đến vì thứ khác. Chúng tôi đang cố gắng để trở thành cái phần outstanding trong phục vụ các anh chị. Và có rất nhiều các anh chị là khách hàng của JC đang ngồi đây. Và trong vòng hơn 3 năm qua, họ đã bắt đầu khởi nghiệp spa và đi cùng với JC. Và họ đã trở thành những cơ sở là những người dẫn đầu ở trong khu vực của mình. Xin chúc các anh chị sẽ có một buổi hội thảo thành công và xin nhường lời lại cho các diễn giả. Xin cảm ơn. We are heroes.
London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hôm nay tôi tới tham dự hội nghị da liễu thẩm mỹ 2019 của GM tổ chức. Thì tôi thấy chương trình này thực sự là bổ ích. Và tôi thấy là cái mà khách hàng muốn tìm kiếm, cái khách hàng muốn là cái sản phẩm chất lượng, thì GM đã làm được cái điều đó. Và tôi cũng đã dùng cái sản phẩm của GM. Và tôi thấy là sản phẩm của GM thực sự rất tốt. Mong muốn là JC sẽ có nhiều những chương trình như thế này để cho những spa hay những thẩm mỹ viện chúng tôi được cập nhật những công nghệ mới nhất của Hàn Quốc cũng như là của thế giới. Và xin chúc GM luôn luôn thành công và thành công hơn nữa. Ngày hôm nay đến dự hội nghị thẩm mỹ quốc tế GM thì với tư cách là một chủ spa thì tôi cảm thấy hội nghị này là một hội nghị rất là chuyên nghiệp và cũng cảm thấy đây là một cái sự đầu tư khá là quy mô. Và tôi thấy hội nghị này là một cái chương trình rất là bổ ích và rất là thiết thực. Và tôi mong rằng là JC sẽ có thể tổ chức những cái chương trình chuyên nghiệp như thế này hoặc là chuyên nghiệp hơn nữa, và không chỉ là có sự tham gia của các cái chuyên gia đầu ngành và các bác sĩ không chỉ từ Hàn Quốc mà còn tất cả những cái nước phát triển, ví dụ như là các nước châu Âu hay là những cái nước khác trên thế giới, để tất cả những chị em mà làm spa và thẩm mỹ ở Việt Nam có thể tiếp cận được những cái công nghệ mới và những cái sản phẩm thật là tốt để phục vụ các chị em.